thật sự là ngon tuyệt. Hãy đánh nó mà là cứu tôi, cứu tôi, muốn tha cho cậu đi. Wow, rất tuyệt vời luôn. Đánh một lần quá lần. Ta sẽ tạo chủ cho cậu. Không có ai hết vậy. Tại sao không có ai hết vậy? Chắc là nhiệm vụ này. Wow, hoàn thành rồi. Chắc là mình do suy nghĩ được đó. Ok, mình chắc là suy nghĩ cái thứ đó rồi. Hả? Cái con là gì vậy? Hả? Là anh cướp cái xe rồi hả? Này cái xe kia, mau trả lại cái xe mau. Mình mà mau trả lại đi, mau trả lại mau. Đức là ai? Được không? Đức là ai? Hả? Là quẻ phó đúng rồi. Chắc là do cái xe đó gì. Phải tìm nó mới được. Nguy hiểm quá. Ủa? Tối quá đi à. Chúng tôi mình về nhà thôi. Chúng tôi mình về nhà thôi nhá. Đó để nó giữ. Cuối cùng đã xong rồi. Ê, ngồi đây là nguy hiểm lắm. Đứng đây mới được. Là xong rồi. Mình đã trả thù rồi. Hả? Thế giới ban đêm. Hả? Trời tối rồi. Phải đi ra một ngủ mau. Ôi đi ngủ một giấc thôi. Cuối cùng là xong rồi. Nhưng mà kỳ lạ thật. Giấc mơ này là à, dễ điều khiển lắm. Hả? Con chó sao? Nhưng mà mày đạp chúng rồi. Còn thân chứ. Đợi trường hợp sau. Hả? Có ý bị sao rồi? À ha, có khách rồi. Mình đi thôi.
phải lấy xe khác. Oh yeah!